Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam vừa trao tặng thư viện sách cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải. Chuẩn bị bước vào năm học mới 2022-2023, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA đã trao tặng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Dế Xu Phình nhiều cuốn sách ý nghĩa như tác phẩm văn học, truyện cổ tích, sách kỹ năng sống, kiến thức khoa học phù hợp với tâm lý lứa tuổi các em. Việc trao tặng sách nhằm tăng cường nguồn sách cho thư viện nhà trường, qua đó giúp các học sinh tiếp cận tri thức mới, đồng thời tạo thói quen đọc sách hàng ngày cho học sinh. Nhân dịp này, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam cũng trao tặng nhà trường gói bảo hiểm tai nạn trị giá 100 triệu đồng.